tim mơ khi nắng khi vui buồn. Ba tìm hay tám vô tư hàng ngày. Ôi thật lắm lúc điên đầu, cha tôi lúc nào cũng không thành tài. Nhưng bao thất bại cha vẫn không ngần ngại. Yeah. Mẹ rất là tự tin và mỗi người một tính cách. Dù ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù gian lao nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương nhau. Hey. We can fly, fly to the sky. We can fly so high. Gia đình là số một, gia đình là số một. Hey. Gia đình là số một. Gia đình là số một, gia đình là số một. Hey. Gia đình là số một. Sống bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau? Sao cô không đọc nữa hả cô? À, cô xin lỗi. Ủa cô ơi, tại sao cô khóc vậy ạ? Mọi người ơi, cô bị sao vậy? Cô bị say sóng hả? Hay là cô dạy văn nên cảm xúc cô dạt dào? Tôi nghĩ chắc tại cô cảm được bài thơ này á. Cô thấy giống hoàn cảnh của cô quá. Thứ ba mới về. Thôi mẹ, ăn mới về. Khách đông mệt quá. Ăn nữa hả? Mua khoai lang mà. Tuyệt vời. Mẹ mua khoai lang về mẹ chiên. Anh mà thiết kế thêm vụ mà xíu muội đồ vô lắc lên ăn ngon lắm. Ăn thử đi, phải không? Ừ, anh ăn luôn. Sao bà không dọn cơm đi rồi còn ngồi đây? Im đi để coi khúc lãng mạn này đã. Từ từ dọn cơm. Em từng hỏi anh rằng có muốn tiếp tục sống với em ở kiếp sau không? Câu trả lời của anh là có. Nếu có thể thêm một kiếp nữa thì anh nguyện vẫn mãi yêu em. Trời đất ơi, tin không nổi rồi. Sống chung một kiếp này là sợ muốn chết rồi. Không biết sao. Sợ quá, chuyển kinh mới được. Ừ. Anh đó hả? Anh nhờ có kiếp sau đi nữa. Kiếp sau nữa. Anh nguyện là chồng của em. Hoàng Anh. Rồi lỡ kiếp sau em là đàn ông sao? Anh sẽ là con gái. Thật không? Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố, có kéo qua đây. Dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn gầy, có lá buồn đầy. Dù sao đi nữa, anh vẫn yêu em. Ông làm gì? Gì? Dạ, hết gì? Mẹ, vậy chứ lỡ có kiếp sau, mẹ có sống với ba nữa không? Trời đất ơi, không sống với ba, sống với ai? Ba không cưới bà, rồi còn ai cưới bà vô đây? Đẹp trai quá mà. Im đi, để mẹ coi Kim Tử Long kìa. Đẹp trai phong độ quá đi. Bây giờ lớn tuổi rồi đó mà cũng còn phong độ như hồi trẻ vậy đó. Ôi, tao nói cha mẹ nào mà khéo sanh con. Sao mà đẹp trai quá vậy Kim Tử Long? Ba ơi, mẹ không trả lời ba kìa. Đúng rồi, bà bé năm đã không trả lời. Có lẽ ông Đức Nghĩa đã quá tự tin về bản thân mình chăng? Ôi, tào quá thiệt mấy đứa này. Đừng có đem người lớn đây mà là chọc ghẹo. Mệt quá thì hết cả lương rồi. Xuống dọn cơ cho mọi người ăn. Ông xã. Ừ, được chọc anh đang quê lắm đó. Anh biết ông xã à?
Nè, sao bà không trả lời tụi nhỏ? Trả lời cái gì? Là cái chuyện là kiếp sau đó, bà có chịu sống với tôi nữa hay là không? Ôi, ba có trò con nít hỏi chị không có không? Tôi hỏi bà, kiếp sau bà có chịu sống với tôi nữa hay là không? Bà có kiếp sau hả? Rồi, tôi nói ông chuyện không có mà cũng hỏi. Bà nói cái gì vậy? Nè, nè. Cái gì? Tôi hỏi kiếp sau bà có chịu sống với tôi nữa hay là không? Mình sống với ông nữa làm chi? Trời ơi, sống với kiếp này á, sống với một ông chồng vô cảm khó khăn. Hết kiếp này là tôi mừng muốn chết rồi, còn kiếp sau nữa hả? Thôi ha. Kiếp sau cho tôi tự do, tự tại, muốn làm gì làm ha. Mẹ ơi, ơi, con gọt bưởi luôn nha mẹ. Ừ, gọt đi con. Dạ. Không ăn cơm hả? Vào đi, lá xuống. Ủa mẹ, ba bị sao vậy? Chắc tại vì hồi nãy ba con hỏi mẹ là muốn kiếp sau sống với ổng không, mẹ nói không cho ổng tức. Trời ơi, vậy mà ba làm con hết hồn hết vía luôn á. Ôi, ba vậy luôn hả mẹ? Múc thịt lên nè. Tại sao lại như vậy? Ba, ba ơi, bạn con á nói là bây giờ mình bán cái cổ phiếu của bên công ty xây dựng nha ba. Tại sao lại như vậy? Không, cái chuyện đó là tại vì thằng bạn của con á nó làm rành gì cổ phiếu, nó có kinh nghiệm dữ lắm, nó kêu mình bán đi, đang tốt quá. Ba còn hỏi con. Ba đang hỏi mẹ mà anh. Mẹ đâu hỏi, tự nhiên đang nói chuyện với ba mà. Hòa thịt ngon quá à. Tại sao là như vậy? Hỏi gì? Tại sao bà kiếp sau bà có chịu sống với tôi hay không? Trời đất ơi, có một câu nói hoài biết mệt hả ông? Ăn cơm đi. Ăn cơm đi đúng. Mà tôi hỏi bà mà không trả lời. Kiếp sau có chịu sống với tôi hay không thôi. Bà bị tổn thương khi mẹ nói là không chịu sống với bà kiếp sau đúng không? Tại sao không cho ba con một gì đâu mà tổn thương? Ba chỉ tò mò, ba muốn hỏi vậy thôi, cho biết vậy thôi. Vậy muốn biết phải không? À. Vậy tôi giải thích cho ông biết lý do vì sao đúng không? Giải thích đi. Tôi muốn kiếp sau tôi sẽ sống với một người chồng đẹp trai, tài giỏi giống như Kim Tử Long được chưa? Wow. Quá bảnh luôn. Kim Tử Long là ai? Trời ơi, biết Kim Tử Long không kìa. Kim Tử Long vừa hát hay, vừa đẹp trai, vừa hào hoa, vừa phong nhã. Cái gương mặt rất là thánh thiện, không phải là để nguyên cái tủ lạnh vô đây mở lạnh băng. Trời quá à. Không, thiệt ba, ai cũng mê chú Kim Tử Long hết trơn á. Mà tại sao bà dễ dãi như vậy? Tại vì tôi là một người đam mê cải lương, cho nên thích lấy một người cải lương mà đẹp trai hát hay nữa. Về cái hai người song thái nhau, trời ơi mình thích dữ lắm. Chứ còn như ông, trời ơi, một ông chồng keo kiệt khó khăn, không thích. Kim Tử Long à. Được, bà cứ thỏa mãn niềm đam mê của bà đi. Tôi cũng vậy, tôi sẽ cưới một người con gái xinh đẹp, cao 1m9. À, chứ không phải như bà cao 1m4. Nè, ghét của nào trời ra của đó đó nghe. Chứ còn tôi bây giờ là Kim Tử Long, Kim Tử Long, Kim Tử Long mà thôi. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Long nè, Kim Tử Long của bà nè, ăn đi. Mở nè, ăn đi. Công tử liệm của mình, Kim Tử Long. Trời ơi,
ghê không ác, dễ sợ không, cho ớt cho này, cho hạnh. Dạ không sao, con thầu hết để con luôn. Trời ơi. Với con mở là một người bạn ba. Ờ vụ chứng khoán sao ba? Có bán không ba? Ai đi. Lông, lông. Cực lắm mưa nắng dài dầu chiều này tôi chẳng bán đâu tìm em không. Ây chà, làm về buồn ngủ quá trời ta kỳ á. Bà pha giùm tôi đi cà phê uống đi bà, buồn ngủ quá. Ơi muốn uống thì xuống dưới bếp thử pha đi, ta đang có cái lương hay nè. Trời đất ơi, bây giờ bà mê cái giọng ông Kim Tử Lâm này, bà không nghe cái giọng của chồng bà phải không? Chứ thì ông tôi mê cái lương nó dỗ tận xương tận cốt rồi. Ngày nào mà không coi cái lương đó, tôi ăn cơm ngon. Tôi không ngon hả? Không ngon. Cái gì ông ta đang coi mà ông làm vậy? Tôi nói bà biết, cái tivi này là tôi mua. Còn bà muốn xem ông Kim Tử Long thì bà qua nhà ông Kim Tử Long bà xem. Sao ông vô thiên quá. Tự nhiên ở nhà ông coi, đi qua nhà Kim Tử Long coi. Khùng bà, hả? Bà mê quá thì bà bảo bà đi. Cho coi thôi, cho nhau ít tiền đi. Tiền làm gì? Tôi đưa gà, tôi hầm thuốc bắc cho thằng Phúc tẩm bổ cho nó. Lúc này không biết cái chuyện gì mà sao nên nó không ăn uống, mặt mày xanh lè xanh lét à. Ủa, tại sao tôi xin tiền tôi? Tại sao? Hả? Bà phải qua nhà ông Kim Tử Long á. Người chồng mà kiếp sau của bà đó. Bà mua, bà mà xin, bà để mua gà tiềm gì cho ai ăn đó. Trời đất ơi, ông điên hả? Điên gì? Ông là chồng tôi không xin tiền ông, tự vô xin tiền ta. Trời, bà mê quá mà. Ông Kim Tử Long đó, bà qua ông nhà ông Kim Tử Long mà xin đi. Thôi mệt quá đi. Tiền tôi làm lụng cực khổ quá mà. Để làm gì? Để nuôi bà. Bà tưởng gì? Bà mơ tưởng tới ông Kim Tử Long thì bà qua nhà ông Kim Tử Long bà xin đi. Sao ông vô duyên, ông vô lý kỳ cục à? Không có vô lý. Ông là chồng tôi phải xin tiền ông. Mà muốn cho ai ăn, cho con ông ăn chứ phải cho ai đâu mà ông tự nhiên qua nhà Kim Tử Long vô duyên không? Bà mê quá mà, thì bà qua bển mà xin đi. Thôi mệt quá, nói chuyện ông mệt quá, bực mình quá. Con cái hoài à. Bực tội, xin tiền cũng cho, đi đi qua nhà người dân xin tiền. Như vậy làm sao đẹp trai bằng tôi được? Ông Kim Tử Lâm hả? Nhìn tôi hồi trẻ đi, tôi đẹp trai, đẹp cực kỳ, đẹp đến nỗi mà người ta mời quay phim tôi không quay. À, tôi không quay bởi vì sao? Tôi sợ tôi quay gái bu quá. Là, tôi bu, bà bu làm gì? Làm gì? Rồi. Vậy sao ba tự tin vậy? Tôi chỉ có cái đầu rồi nhỏ bà đẹp trai. Chưa, bà đẹp trai lắm. Chứ sao? Bà đẹp trai hơn chú Kim Tử Long. Chứ ông Kim Tử Long là có cửa gì vậy bà? Sao giờ lớn tuổi nó kỳ vậy ba? Kỳ gì? Lớn tuổi thật sự ra cái khung này, mái tóc này thì con nghĩ hồi trẻ ba cũng không đẹp lắm đâu. Ông tình. Khung đẹp trai. Ủa sao lại bắt con mình tin ngày xưa mình đẹp ta? Trong khi hồi trẻ con mình cũng đâu có đẹp. Ông nội của con á, già bà đặt khung, lãi nhãi lèm bèm chuyện đâu không à. Ông nội con á. Mà trang điểm đi đâu đó? Trời ơi, trang điểm đâu? Trang điểm đang sức kem chống nắng đây nè. Trời đất ơi. Bà hẹn hò với ông Kim Tử Long mà chắc là hẹn ở công viên nè. Mới sợ nắng, mới sức kem chống nắng nè, đúng không? Rồi vậy sao? Đúng rồi. Hẹn hò với Kim Tử Long thì phải trang điểm cho đẹp đi. Hẹn hò được chưa? Được chưa? Bà ráng nha. Ông cứ đi Kim Tử Long gì của bà, người ta đẹp trai chưa? Người ta ghét cái nếp nhăn lắm nha chưa? Bà cẩn thận nha chưa? Bà mà giận hoài đến nếp nhăn lên, ông Kim Tử Long ông đá bà cho bà coi. Là sao? Tôi nói thiệt chứ bà. Thật ra đó, chỉ có mình tôi thì mới có thể làm cho bà có nếp nhăn được thôi. Ông Kim Tử Long không bao giờ làm cho bà có nếp nhăn đâu. Phải không cô Bo? Cô Bo? Không thèm dòm luôn. Cứ bà... Không thèm dòm luôn con. Chắc chắn là như vậy. Ừ. Ông nội con già đổ tánh đổ nết. Tối ngày kêu Tử Long, kêu Tử Long. Điên rồi. Thank you.
Cô ở, em xin lỗi, em không biết là cô. Em đừng có xạo, em cố tình thì có. Em nó không có thay đổi gì hết, suốt ngày cứ phá phách hoài à. Em nói thiệt mà, em không biết là cô thiệt mà. Ủa, nhưng mà sao em chưa đi về hả? Thì tại em quậy quá nè nên bị bắt trực nhật lớp, giờ mới làm xong á. Em đó, suốt ngày cứ quậy phá hoài à, không có chịu thay đổi gì hết. Trời ơi, giờ là em thay đổi nhiều lắm rồi cô. Em chấp nhận hình phạt, tức là em thay đổi rất là lớn rồi đó. Mà cô đừng có trâu mày vậy. Cô trâu mày không có đẹp đâu. Cô phải vậy nè. Nhìn cô mới đẹp. Cô đừng có chuyện gì buồn hả? Đâu có gì đâu. Không có gì. Cô còn nhớ cách em chỉ cô đá cao không? Đá giống vậy nè. Ờ, cô nhớ không? Đó là cách để tiêu diệt những ai làm cô tổn thương á. Nhớ sử dụng nó nha. Hả? Em mới nói với cô cái gì hả? Nãy giờ em nói gì cô không có nghe hả? Nãy giờ em nói cái gì với cô vậy? Làm vô lớp đây. Mẫn! Mẫn! Ủa, chị Hiền? Sao còn đứng đây? Mọi người đang đợi chị đi ăn chung kìa. Ờ, cô vô trước đi. Tôi vô liền. Vậy em vô trước nha. Vô liền nha chị. À. Chào thầy. Sao mọi người sửa soạn chưa? Dạ rồi. Chà, bữa nay ai cũng đẹp quá nha. Nè, tôi đặt nhà hàng 6 giờ. Mỗi một người một món. Thích món gì kê món đó, nghe chưa? Quà lên thầy. Ủa rồi thầy Phúc tê tê đâu rồi? Thầy Phúc kìa thầy. Ủa sao mình đi chứ hả? Dạ em xin lỗi thầy, tối nay em không đi được rồi, tại nhà em có việc. Ủa cái gì kỳ vậy? Cái này mình hẹn với nhau rồi mà. Dạ ở hiểu rồi, giờ bận rộn rồi làm sao có thì giờ mà đi ăn với lại đồng nghiệp với lại giáo viên, đúng không? Mấy thầy cô biết không, giờ người ta là nghệ sĩ, người của công chúng. Mà người của công chúng thì đằng đằng đê đê biết bao nhiêu công chuyện, làm sao có thời giờ đâu mà đi bù cú với anh em mình, phải không? Này hát ở đâu? Có cần nhắc tuồng không? Đây nhắc tuồng nè. Giấy trời cho tối nay nó mưa tầm tã đi, nó khỏi ban vé. Dạ xin lỗi mọi người nhiều nha. Chúc mọi người ăn ngon miệng. Ta không đi thì mình đi thôi. Dạ. Lên đường. Dạ. Dạ. Chị Hiền, ngồi đây chi nữa, đi ăn nè. Đi lẹ lên. Trời ơi, mọi người đợi kìa. Ủa, à. Nay về sớm vậy? Ủa, cô Bo đâu rồi nè? Ngủ một vòng qua. Dạ. Sao nay về sớm vậy em? Thì tại vì phòng khám hết bệnh nhân á, em đóng cửa luôn. Đồ ăn phải không? Sao biết hay vậy ta? Trời ơi, con mắt của anh nhìn đồ ăn là anh biết liền, nhìn thấu qua được mà. Này gì vậy? Ủa, gì đó? Trời ơi. Ba. Ừ. Cái này á là của một bệnh nhân phòng khám mình á, đem trà bánh tới, cảm ơn ba đó. Cảm ơn ba. Dạ. Ủa mà ba làm gì mà được người ta cảm ơn vậy? Cái anh này anh bị tai biến à. Anh không có đi lại được từ khi mà tới phòng khám của mình chăm cứu á mẹ. À. Anh khỏe hơn, anh khá hơn, bây giờ đem đồ tới cảm ơn ba. À trời ơi. Ôi quà cáp chi lương y như từ máu quà. Nhưng mà ba nhớ đi, cái khoảng thời gian đó là cực cho cô vợ nhất ba ha. Ừ, chăm nghiệp. Sóc tội nghiệp lắm. Nói nghe nè. Dạ. Mẹ biết cái bệnh tai biến nghe con. Trời ơi, người nào mày bị bệnh đó nó khổ lắm, làm liệt giường, đi vệ sinh phải nhờ người khác làm giùm đó. Dạ, dạ đúng lắm. Rồi. Trời ơi, có lần ổng lên tới trên phòng chăm cứu, ổng đi vệ sinh trên đó. Ôi, ba với lại cô vợ dọn dẹp, trời ơi. Không mà bây giờ thì đỡ rồi mẹ. Ừ. Mà nằm trong bao lâu vậy con? Nửa năm lận á chứ đâu ít ỏi gì đâu. Tội nghiệp quá. Nửa năm. Nói nghe nè, nếu mà mẹ gặp cái cô vợ thế nào mẹ cũng nói cổ là nên mướn người làm đi. Trời ơi lâu dài vậy phải có người đỡ đần chứ một mình sao làm được con. Nói gì kỵ mẹ, nhiều khi trong gia đình tình cảm thương yêu người ta dành cho nhau nửa năm trời để chăm sóc một người mình yêu thương thì cũng đáng mà mẹ.
Trời, con nói vậy mà. Trời ơi, có người ta chăm sóc cả đời lên đó bà. Chăm sóc người kia chưa chết mà người chăm sóc chết. Trời ơi, chưa bởi vậy. Tại sao cái dịp này tôi hỏi bà? Ví dụ như cái trường hợp đó mà xảy đến cho tôi đó, thì bà mướn người làm chăm sóc tôi hả? Thì đúng rồi, trời đất ơi, chứ một mình tôi lo cho ông sao được, mướn hai người luôn á. Gì mà không nói cái tình nghĩa gì trơn rồi vậy? Vậy ông muốn sống với tôi là ông phải khỏe mạnh, hiểu chưa? Sao không có tình, không có nghĩa gì hết vậy? Tôi nghĩ sao vậy? Tôi hứa với ông rủi lúc đó tôi già rồi, tay tôi mắt mờ, tay run, thì sao tôi chăm sóc ông được? Trời ơi, nhưng mà phải hứa một cái cho ảnh vui mà. Thôi không có được, hứa rồi mình mắc là hứa sao? Thôi chẳng thà nói trước vậy đi, ha. Thí dụ như bà để sức bà công kim tử lâm rồi đó hả, rồi cái bà bị vậy, cái bà chăm sóc cho người ta hả? Hả sao ông lãng mà tôi đang nói chuyện gia đình mình tự nhiên xẹt qua kim tử lâm chi vậy? Sao bà mê mà? Thì tôi mê ông cả, ổng cả hay, ông đẹp trai tôi mê là thấy chưa không? Thấy chưa, đẹp trai thấy chưa? Thì ta đẹp trai thì nói đẹp trai có gì đâu mà ông làm thế ghê vậy, phải không? Không chăm sóc cho tôi như cái ông đó bị sẵn sàng lên nhà người ta chăm sóc, phải không? Thôi đừng có lãng, tự nhiên chồng mình không chăm sóc tự nhiên qua chăm sóc người dân. Thôi vậy tôi không nhắc Kim Tử Long nữa, tôi biết tôi có lỗi rồi, xin lỗi được chưa? Không, tôi biết bà thế nào cũng vậy thôi, mê quá rồi ông đó có bị gì đó, là qua chăm sóc, còn tôi mướn người làm, đúng chưa? Trời ông này ông già rồi bỗng điên á trời. Tự nhiên nói gì cái nổi giận à? Đang ghen á mẹ. Ghen gì? Ba đang ghen mẹ là Kim Tử Long. Trời đất ơi, ông Nguyễn Đức Nghĩa ghen như thanh niên luôn á trời. Mẹ hả? Không chừng á, ba đang suy nghĩ á, ba với mẹ với lại Kim Tử Long có mối tình tay ba á. Trời ơi. Bây giờ không biết nó chơi không hay sao trời, nghĩ sao mà ghen với Kim Tử Long. Kim Tử Long mà biết chuyện này chắc cười đứt ruột luôn. Ông già ông đừng có điên quá. Chứng tỏ là ba yêu mẹ lắm luôn á. Ủa vậy hả? Anh gì vậy nha? Vậy là mẹ cũng còn sức hấp dẫn phải không? Có giá lắm, có giá lắm. Nhưng mà chỉ có giá với ba con thôi. Té rồi đó cô. Dạ. Thành Dương hôm nay không có thầy Phúc vì thấy cô không được vui hay sao vậy đó? Dạ đâu có, tại bữa nay em hơi mệt cho em gửi. Thì chắc tôi sai rồi. Chào cô ha. Dạ, cảm ơn cô. Gọi điện bà quá trời á, định nhờ bà mua đồ ăn tối cho tôi, sao bà không bắt máy vậy? Ủa sao tôi đâu có nghe điện thoại rung đâu ta? Thì chết rồi, điện thoại của tôi để đâu rồi? Bà đừng có nói với tôi là bà lại để quên ở công viên nữa nha. Tôi có, tôi đâu có ra công viên đâu. Đi lẹ lên. Trời ơi, mọi người đợi kìa. Đi từ từ thôi. Nói nghe nè, lát về nhớ mua luôn đồ ăn tối cho tôi nha. Tôi biết rồi. Cái tật hậu đậu vẫn không bỏ. Đây hả? Kim Tử Long là đây. Nhìn hình đi, vì mình bảnh trai hơn nhiều chứ. Cặp mắt kìa, cặp mắt mình nhìn quyến rũ thu hút. Còn
mắt ổng. Trời đất ơi, để nhìn thôi, lỗ mũi thôi. Lỗ mũi người ta to bự như vậy, lỗ mũi gì đi, đàn ông gì mà cao nhỏ xíu nhỏ bất, chỉ có hai cái lỗ để thở. Cái miệng, ôi cái miệng chúng chiếm dễ thương làm sao. Còn có miệng thì trời ơi, cái miệng thì sẽ ghét, không có quyến rũ thu hút gì cả. Ba năm này ba sao đó, hình như bà quá già để mà nhận biết ai đẹp, ai bảnh trai hơn ai. Chắc chắn là bà già đó không nhận thức ai đẹp hơn ai. Mình đẹp hơn là chắc. Gì? Ôi, sao vậy, sao vậy? Uống sữa không nè, sữa nè. Ba ơi, đứng lại. Ừ, kì. À, ừ. Đi đâu vậy? Tôi đi nhậu với mấy người bạn một chút. Đi nhậu vui vẻ nha. Bà muốn tôi đi nhậu để bà tơ tưởng ông Kim Tử Long chứ gì? Ừ, ừ. Bà uống sữa con, uống sữa nè, nè, uống sữa, uống sữa. Uống sữa nè. Uống sữa nè. Uống sữa, ừ, ừ. Uống sữa, uống sữa nè. Uống sữa nè. Bò, bò lại lấy hình. Cái gì? Bò lại lấy hình cho bà coi coi. Dạ, cái gì đây? Trời đất ơi, tự nhiên lấy cái hình hồi nhỏ ra chi vậy trời. Ông là thiệt rồi. Anh nè, ra con, hình ông nội nè. Ui, cái ghê quá. Em tưởng là anh có nhiều việc lắm, sao bây giờ anh còn ở đây? Có phải anh không đi chơi với mọi người là vì anh muốn tránh mặt em không? Không, anh chỉ không muốn làm cho em phải khó xử, phải lúng túng thôi. Vậy hả? Em không biết là anh lo cho em tới vậy. Ồ, chắc là em để quên cái gì ở đây, cho nên em quay lại em kiếm đúng không? Vậy thôi, chào em anh về nha. Khoan đã, bộ anh không có gì để nói với em hả? Chẳng hạn như một câu xin lỗi, một câu giải thích, anh không có gì để nói với em hả anh Phúc? Anh có biết anh chia tay quá bất ngờ, tới bây giờ em vẫn không hiểu được không? Vậy cho bây giờ em muốn anh nói cái gì đây? Nói gì cũng được, miễn sao là anh chịu nói chuyện với em là được rồi. Anh chán em rồi. Anh nghĩ là anh sắp chán em rồi, cho nên anh chủ động anh chia tay trước. Anh muốn chấm dứt trước để tụi mình không vướng bận gì. Anh biết trong thời gian vừa qua em suy sụp dữ lắm. Coi như em xem đây là một giấc mơ đi. Ngay từ đầu anh đã nói với em rồi mà, rồi sẽ có một ngày em phải hối hận. Anh nói dối. Nãy giờ là anh nói dối đúng không anh Phúc? Nãy giờ là anh nói dối em đúng không? Chào em.
mơ từng chiều về đều vẫn mơ. Anh Phúc, hình bóng chưa phai, đứng lại đó. Mưa theo năm tháng. Có chuyện gì? Dù người em nói lẹ đi, anh còn về. Nơi phương xa. Anh có thể giúp em một chuyện được không? Chuyện gì? Cho em đánh anh một cái. Em nghĩ em sẽ quên được anh. Nếu như em làm điều này. Đau, ngày vui tan để đời mãi đau. Từng phút trôi qua chờ trong nỗi nhớ. Dẫu trong ta cuộc tình đã lỡ. Người ơi khi nào cho ta quên ta thôi đón chờ. Thời gian không buông tha để cho ta chờ em mãi thôi. Không gian bao la đường về chiếc bóng cô đơn mình ta bước. Cảm ơn anh. Chân đau thương. Bây giờ em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trên đời ta khi xưa bên em lòng ta vui mỗi khi em cười. Giờ còn lại gì nhìn quanh chỉ nỗi đau thôi. Chọn yêu em là anh chọn đời mãi. Cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng em trở về cho đời ta thôi đau vì nhớ. Tha lỗi cho anh. Yêu ơi, xin quay về nơi đây. Nghĩa, anh mệt lắm rồi, anh về được không? Được, được, anh về đi. Vậy tôi về trước nha. Ừ. Hả? Kim Tử Long, người mà bà năm của tôi mê mẩn đây phải không? Tao đập ai da. Tôi sẽ hủy hoại nhan sắc. Coi bà năm còn mê cậu nữa không? Tôi sẽ rạch cái mặt cậu. Tôi sẽ đâm. Ê dạ, ông làm gì phá hoại xe tôi vậy? Ê ông già, ông đừng có chạy nha. Ê ông già. Cô Hiền. Ủa Mẫn, em đi đâu vậy? À, em đi dạo anh đây thôi. À vậy hả? Một mình sao cô có chuyện gì vui vậy? À Mẫn, em biết không, cô vừa mới thực hiện một cú đá cao mà em nói với cô á, em chỉ cô nè. Bây giờ cô cảm thấy rất là thoải mái. Nhìn cô lạ lắm hả? Nè, cô còn mua vịt quay về để ăn mừng nữa đó. Có hộp vịt lộn ăn để xả xui nữa nè. Nè, em về ăn đi. Ê, em cảm ơn cô. Ừ. Thôi em về nha. Về cẩn thận nha. Ăn ngon miệng nha Mẫn. Dạ. Em xin lỗi thầy, ngày hôm qua em không thể làm bài tập được. Em hy vọng là thầy có thể bỏ qua cho em lần này, được không thầy? Chào chị Xui, mình không gặp nhau, mình vẫn nhớ nhau vậy là tốt rồi. Dạ. Ok. Ủa chị sao vậy? Đón xem tập 88 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 20 tháng 6 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Gia đình là số 1. Oh, 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 oh. Gia đình là số 1. Oh, 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 oh. Gia đình là số 1. Oh, 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 oh.